Như cô nhà của anh như này này, thì trong trong tất cả những cái livestream trước ấy thì em hay chia sẻ với mọi người ấy, thì trong cái vận chín này này, cái vận chín này là với hai cái hướng là hướng Ất và hướng Quý của anh, nhà anh 10 độ, nếu mà anh đo đúng chính xác là 10 độ thì nhà anh là hướng Bắc hướng Quý, anh hình dung không? Cái hướng phương Bắc thì sẽ có ba hướng là Nhâm Tý Quý, có ba sơn là Nhâm Tý Quý, thì của anh là hướng Quý đấy, thì của anh là hướng Quý thì điểm tử nó nằm ngay trước mặt. Bây giờ trường hợp đầu tiên là trường hợp của nhà anh Nông Dũng, nhà anh Nông Dũng, để mình xin phép được kết nối với anh Nông Dũng. Kết nối với anh Nông Dũng này một chút này. Này là chương trình trực tiếp, thành ra là sẽ kết nối trực tiếp với anh Nông Dũng. Vâng, xin chào anh nhé. Em đang livestream trên nền tảng YouTube để xem cái nhà mà lúc chiều anh có gửi lên đấy. Vâng. Anh Dũng, anh Nông Dũng là ở tỉnh nào anh nhỉ? Anh Sơn Tây đúng không? Nhà này là anh bây giờ là anh đang nhà cũ và anh chuẩn bị tính là đập đi để xây mới à? À, anh đang xây rồi ấy gì? Anh đang xây rồi à? Xây phần thô à? Rồi rồi, em tưởng đâu là anh chưa xây, anh vẫn còn đất. Nếu với ngôi nhà của anh như này ấy, thì anh đo độ bằng cái phần mềm gì? Đo bằng la bàn à? Nếu như vậy thì khi mà anh đo bằng cái la bàn này, bằng la bàn điện thoại thì cái độ chính xác nó cũng tương đối thôi, nó không cao đâu, nó không cao đâu. Nhưng mà có một cái như này này, với bởi vì là thú thực với anh là anh đo bằng la bàn mà anh đo là 10 độ Bắc thì cũng không 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 dám chắc là không dám chắc là độ chính xác là bao nhiêu, bởi vì là cái phần mềm la bàn này cái độ chính xác nó tương đối lắm. Nếu bình thường là bọn em phải đo qua vệ tinh hoặc là những cái phần mềm chuyên dụng thì mới 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 độ chính xác mới cao được. Đấy, thì cụ thể như ngôi nhà của anh như này này, thì trong trong tất cả những cái livestream trước ấy thì em hay chia sẻ với mọi người ấy, thì trong cái vận chín này này, cái vận chín này là với hai cái hướng là hướng Ất và hướng Quý của anh, nhà anh 10 độ, nếu mà anh đo đúng chính xác là 10 độ thì nhà anh là hướng Bắc hướng Quý, anh hình dung không? Cái hướng phương Bắc thì sẽ có ba hướng là Nhâm Tý Quý, có ba sơn là Nhâm Tý Quý, thì của anh là hướng Quý đấy, thì của anh là hướng Quý thì điểm tử nó nằm ngay trước mặt, điểm tử nằm ngay trước mặt, thành ra là lúc chiều em hỏi anh là ngôi nhà xây chưa là vì vậy đấy. Đấy, thì vì bây giờ anh đang xây rồi thì bây giờ chỉ còn cách là để xử lý làm sao cho nó tương đối ổn thôi. Đấy, thì cụ thể thì bây giờ là hiện tại thì cái cửa của anh ở mở bên phải như này thì là cũng đúng rồi, cũng đúng rồi anh nhé. Nhưng mà cái phòng bếp của anh này, cái phòng bếp này thì anh đang để ở những chỗ này là đang để ở phương Nam đấy, đang ở phương Nam mà đang ở bên phải đấy. Đấy, thì đằng sau thì lại thấy khuất một chút. Đấy, thì cái bếp này là anh phải đưa sang bên trái ngôi nhà, nhìn từ trong ra ngoài đường ấy, thì cái bếp anh phải đưa ra bên trái, tức là khi mà anh đưa ra bên trái ấy, là nó ở Tây Nam ấy, anh đặt vào cung khôn ấy, anh đặt vào cung khôn ấy thì nó sẽ rất là ok. Đấy, thì sau sau cái buổi này thì anh xem lại cái video của em phát trực tiếp này, thì em có cái mũi tên em chỉ cái này, anh phải phân cực
phân cực chính xác thì các vị trí nó mới sẽ chính xác được. Đấy, một là anh chuyển cái bếp sang Tây Nam cho cùng khôn đấy. Và một cái nữa là anh cần mở một cái cửa ra đằng sau nhà anh còn không gian đúng không? Đấy thì đằng sau này đi hết đất rồi nè. Hết đất à? Nhưng mà còn có thể mở được cửa sổ không? Em mở cửa sổ sang nhà cái cạnh nhà bên đông, bên đông nam ấy phải. Có cái cửa sổ bên cạnh bếp ấy. Cửa sổ bên cạnh bếp á? Vâng. Bên cạnh bếp. Từ cái bếp xuống đèn là ngoài cửa sổ thì đấy. Vẫn có vẻ là hơi nhỏ đấy. Nếu mà cái số đo độ đúng mà anh lập cực lên đi thì anh mở cái cửa sổ ở bính hoặc là ở đinh để anh biết sao, để tức là ngôi nhà mà hướng bắc thì mở cửa ở nam này, nó gọi là đúng cung hợp tập đấy, thì nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà cụ thể cái trong cái ngôi nhà này thì của anh là cái quan trọng nhất là anh phải chuyển được cái bếp và cái cổng của anh là đang mở chính là cung khảm luôn, là mở cửa tử đấy, mở cửa tử đấy, thì anh lại phải di rời cái cổng này, anh lại di rời cái cổng sang phía đông bắc ấy. Lên đường quý chẳng phải không, anh phải di rời cái cổng sang cái hướng xỉu hoặc xỉu xỉu hoặc cấn ấy. Cái này sang cấn có lẽ là khó, sang xỉu thôi. Đấy, sang xỉu thôi thì nó mới thoát khỏi cái chuyện mở cổng ở cửa tử. Đấy, mở cổng ở cửa tử. Bởi vì sao? Bởi vì em hiểu rất rõ tâm lý của mọi người là tránh cái trường hợp là cổng với cửa thẳng góc với nhau, đúng không ạ? Anh mở cổng ở đây là có lẽ là anh đang ngại cái trường hợp cổng và cửa đối diện với nhau, cho nên là anh đang mở cửa chỗ quý này, chỗ khám này. Đấy. Nhưng em có lý giải như này để anh hình dung này. Anh cứ ngẫm nghĩ rồi xem, bây giờ ở những nhà phố chia lô ở trên thành phố ấy, thì tránh sao được cái chuyện mà cổng với cửa thẳng với nhau. Bây giờ ví dụ như là nhà 4x20 hay là 4x15 ở trên thành phố ấy, thì cổng với cửa lúc nào nó chả đối diện nhau, đúng không? Anh không tránh được cái đấy. Cho nên là cái câu chuyện là cổng với cửa mà thẳng góc với nhau là chuyện bình thường. Quan trọng là mình mở làm sao đúng cái phương vị vượng thôi. Chứ còn cái cổng của anh đang mở khảm như này là mở cửa tử luôn, nó không, rất không nên này. Rất không nên này. Cho anh Dũng là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 82 ạ. Sinh năm 82. Sinh năm 82 mà anh chuyển cửa sang xỉu sao là hợp lý hơn nhiều. Sang quý không thầy, sang quý sang xỉu à? Không được. Sang anh sinh năm 82 anh không mở cửa quý được. À, anh không mở cửa quý được. À. Đấy. Anh mở cửa xỉu đi. À. Nha. Thì xỉu là giữa cái đường là giữa đường hai bên đấy đúng không ạ? Giữa cái cửa nhà anh đang mở thì cái cổng nó sẽ thẳng ra, anh đừng tránh, anh đừng sợ cái chuyện mà cổng với cửa nó thẳng nhau. Lúc nãy thầy bảo là cửa đang hướng quý mà. Cái cổng thì đang hướng quý. Quý với khảm, quý với lại quý với tí. Cổng nó đang giữa quý và tí thì nó không tốt mà anh chuyển cổng qua xỉu. Đấy. Còn cái nhà vệ sinh của anh là cũng đang bị lỗi rồi. Cái nhà vệ sinh đấy là cũng ở nằm chọn ở phương Nam này này. Cũng chọn phương Nam này này. Cái nhà vệ sinh ở ngay sau cầu thang ấy. Đấy là như em ấy vào thì nó rơi vào đông nam. À, đông nam này. Không. Cái này nếu cái này nhà anh là hướng quý thì chắc chắn cái nhà vệ sinh này sẽ vào phương Nam ấy. Thế thì anh lập cực lại đi. Anh lập cực lại đi chứ không chạy ở đâu. Đã là hướng quý rồi thì chắc chắn cái nhà vệ sinh này và cả cái bếp này đều ở phương Nam luôn. Đấy. Cho nên là anh phải lập cực lại cho nó chuẩn nhá. Đấy, sơ bộ là như vậy. Cái tâm nhà là ở giữa trung
Đúng rồi. Nhà vệ sinh là sang bên Đông Nam nhỉ? Lúc nào anh lập cực lại, anh cho vào cái phần mềm. Anh cho vào trong cái phần mềm đấy. Đấy, lập cực lại. Nhá. Ok, cảm ơn anh. Vâng, anh hỏi đi. Giữa phòng khách và phòng ngủ sao lại tự dưng lại để cái khuất đấy vậy? Sao lại làm giếng trời đây nhỉ? Nhà anh phía đấy nó là cả cái vườn này, làm giếng trời đấy làm gì? Anh mở cửa sổ có phải thoáng hơn không? Bởi vì anh hình dung như này này, cái giếng trời ấy, là tác dụng của nó là để thông khí, để đối lưu. Nhưng mà cụ thể trong cái nhà của mình xây ở ở khu vực này ấy, là mặt tiền của anh ở bên trái, cái mặt đường của anh ở bên trái nó có cái đường ngõ, thì suy ra là anh thoáng hai mặt tiền là anh có thể mở cửa sổ luôn, nhưng anh cần gì phải giếng trời? Anh mở cửa sổ luôn thì nó thoáng luôn, nhưng cần gì phải giếng trời? Nó vừa tốn không gian cho giếng trời mà xây dựng nó cũng vừa phức tạp, nó lại tốn thêm chi phí nữa, vừa tốn thêm chi phí mà nó lại chả có tác dụng gì. Chỗ này thì ảnh hưởng đến không ảnh hưởng mà lập cực lên 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 trên bản vẽ thì mới có thể trả lời chính thức rồi cho anh. Nhưng mà hiện tại bây giờ theo như nhìn bản vẽ thì cái giếng trời này nó cũng không có tác dụng, nó không tác dụng vào cái việc anh mở cửa sổ nếu chỗ đấy là không được. Nếu đúng là Tây Bắc, vâng, nếu đúng là Tây Bắc thì là ok. Vâng. Cửa bếp không, không vấn đề đâu. Vâng, không ảnh hưởng gì nhé. Rồi, cảm ơn anh. Có gì rồi, rồi chào anh. Đấy, cụ thể như nhà anh này thì thực ra là số độ của nhà anh Dũng anh đang đo bằng 10 độ bằng máy thì cũng độ chính xác cũng ở mức độ vừa phải thôi, cho nên là mình sẽ định hướng anh ở mức độ vừa phải, bởi vì là cái kiến thức cùng với lại cái độ chính xác trên bản vẽ và cái kích thước ở trên đấy nó cũng ở mức độ vừa phải, cho nên là sẽ hỗ trợ ở mức độ cái hỗ trợ ở mức độ an toàn. Chứ còn thực ra mà nói để cụ thể đến từng chi tiết một thì nó sẽ rất là khó, rất là khó. Để xem trên các nền tảng khác có bạn nào có những câu hỏi để trả lời các bạn này. Trả lời các bạn trên các nền tảng này. Mình xem trên cái nền tảng các nền tảng mạng xã hội nhé. Đây. Sao vẫn trên YouTube chưa thấy ai hỏi nhỉ? Đây. Anh Hạnh Hoàng này. Anh Hạnh Hoàng là giờ ngủ ngay sơn tuổi của mình có ảnh hưởng gì không? Cảm ơn. Anh Hạnh Hoàng nhé. Nếu mà giờ ngủ ngay ở trên sơn tuổi ấy, mà đấy ở những cái phương vị vượng thì vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho nên là anh yên tâm nhá. Ví dụ như mà sơn tuổi mà nằm vào những cái chỗ như là điểm tử, ví dụ như là nhà Tây Bắc hướng càn chẳng hạn,
mà có bác nào tuổi Mão mà lại ngủ ở trên cái sân tuổi Mão thì nó rất không tốt, bởi vì đấy nó là điện tử thì nó không tốt. Cụ thể như là nhà của anh Hạnh Hoàng này, không biết là nhà anh hướng gì và anh tuổi gì, cho nên là cũng nhận định cũng chưa được chính xác được 100% đâu, cũng chưa chính xác được. Đấy, để trả lời một số bạn ở trên nền tảng, nền tảng Facebook này. Đấy. Thì đây có một số anh này. Anh Hoa Hồng Đào có tặng sao nhé. Hôm nay tất cả những cái anh mà tặng sao cho mình, thực ra là câu chuyện như này, các bạn cũng phải hình dung là trên các nền tảng về internet thì khi mà một cái kênh được đánh giá cao ấy, là khi được nhiều người khác like, share hoặc là tặng sao cho mình. Thì hôm nay như cụ thể như anh Hoàng Cao Cường này có tặng cho mình một cái sao 10 sao, thì mình cũng sẽ xin phép sau cái buổi này mình sẽ xin cái địa chỉ và số điện thoại của anh Hoàng Cao Cường để tặng anh Hoàng Cao Cường một cái món quà. Đấy, hôm nay có một cái món quà giữ đúng như lời hứa các bạn này. Giữ đúng như lời hứa các bạn là mình sẽ tặng một cái món quà là một cái hộp trầm hương tự nhiên. Đấy, thì cũng chia sẻ với các bạn như này. Chia sẻ với các bạn rất thật câu chuyện là mình có tư vấn cho một cậu em ở trong miền Trung, ở Quảng Nam. Đấy, trong Quảng Nam thì nhà bạn ấy là ba đời sản xuất trầm hương thì cũng tặng cho mình cũng tương đối nhiều những cái hộp trầm hương tự nhiên như này, và đốt thì có một cái kẹp đốt như vậy, và đốt ở đây thì nó trong khi mà mình làm việc mình ngửi cái trầm hương này rất là thơm và thoải mái, và trong cái trầm hương này chính là đại diện cho dương khí. Thì hôm nay tất cả những cái bạn mà tặng sao cho mình thì sau cái buổi này mình sẽ xin kết nối để xin lại cái địa chỉ và số điện thoại để mình gửi tặng một cái bộ này, cũng vừa là lời tri ân cảm ơn cũng như là giúp đỡ cái cậu em ở Quảng Nam này để phát triển cái thương hiệu trầm hương này. Đấy, thì cũng giới thiệu các bạn như vậy để các bạn hình dung là đúng như lời hứa hôm trước mình nói là trên buổi livestream ngày hôm nay thì mình sẽ có quà tặng cho mọi người. Đấy, thì những cái anh bạn mà gắn sao trên Facebook của mình thì sẽ tặng một cái món quà như vậy. Đấy, rất cảm ơn các bạn. Mình trả lời một số những câu hỏi ở trên các nền tảng. Bạn Biên Võ có hỏi là nhà 78 độ thì điểm tử nằm ở đâu. Thú thực với chị Biên Võ là với cái nhà mà 78 độ không biết là chị đo bằng cái phần mềm bằng trên điện thoại hay là trên vệ tinh. Bởi vì là với cái số độ này thì nó rất gần với cái số độ là đâu, để xem bạn này 78 độ. Với cái số độ 78 ấy thì điểm tử sẽ nằm ở khôn nhá. Điểm tử nằm ở khôn thì nếu mà để hóa giải điểm tử này thì bạn sẽ dùng một cái thạch thủy bình. Đấy, dùng một cái thạch thủy bình để điểm tử này thì sẽ giải quyết được cái bài toán này các bạn nhé. Đây, hôm nay tất cả những cái bạn mà tặng sao của mình trên Facebook thì mình sẽ tặng một cái trầm hương như này. Một trầm hương này khi đốt lên thì rất là thơm. Trầm hương này cũng đại diện cho dương khí này. Bạn nào mà mới về nhà mới hoặc là mới cơ sở kinh doanh mới khai trương chẳng hạn thì
khi mà có cái trầm hương này thì sẽ làm tẩy uế những cái âm khí các cái. Thì hôm nay mình sẽ tặng miễn phí cho những cái bạn nào tặng sao cho mình trên 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 nền tảng Facebook. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.